Julie xin có một vài thông báo để gửi đến quý vị là tất cả chúng ta, kể cả bác sĩ Vượng, bác sĩ Khải và cả cá nhân Julie, và nhất là những người trong cái lứa tuổi mà 50 thì ai cũng có lẽ cũng qua cái thời gian mà nhạc New Wave thời thập niên 80. Phòng bác sĩ nhớ hồi đó mình đi học rồi Modern Talking hoặc là New Wave không hai bác sĩ? Và thưa quý vị, một lần nữa thì để đáp lại sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý khán thính giả khắp nơi, một chương trình New Wave thập niên 80 sẽ trở lại vào ngày 2 tháng 4 lúc 7 giờ tại Club Nokia qua địa chỉ là 800 West Olympic Boulevard thuộc thành phố Los Angeles, với sự hiện diện của Sandra Savage, Timmy T và Patty Ryan. Những bài hát như Secret Land, Little Girl, You're My Love, You're My Life, Only You, One More Try, Time After Time, v.v. hứa hẹn sẽ là một chương trình sôi nổi đầy kỷ niệm và sống động cho những thập niên của 80 mà chúng ta đã trải qua. Đặt mua vé, xin quý vị đặt qua www.axs.com/searchsandrashow or facebook.com. Để mà đặt mua vé thì có những cái chương trình đặc biệt cho Little Sài Gòn TV mà thôi, là mua một vé tặng một vé cho 50 người khán thính giả đầu tiên của Little Sài Gòn TV. Xin quý vị gọi lại cho văn phòng của Little Sài Gòn TV. 50 khán giả đầu tiên gọi vào mua một vé, tặng một vé, bác sĩ Vẻ Khải một vé, bác sĩ Vượng một vé. Xin quý vị gọi ngay cho Little Sài Gòn TV qua số điện thoại là 714-979-9562, 714-979-9562, và giá vé là 65 đồng mua một vé tặng một vé. Mình tính ra chỉ coi như là có bằng 33 đồng một vé mà thôi. Đây là một cái chương trình rất là đặc biệt để mà chúng ta có thể tìm lại cái tuổi trẻ của chúng ta. Ngoài ra hiện tại bây giờ cũng có một số CD rất là còn ít, là nếu quý vị mua một CD cũng sẽ được tặng một vé, nhưng mà số CD này rất là giới hạn. CD sẽ chỉ có là xin quý vị gọi ngay cho Little Sài Gòn TV qua số điện thoại một lần nữa là 714-979-9562, 714-979-9562 để đặt vé mua ngay từ bây giờ, vì chúng tôi chỉ có số lượng vé là khoảng cho 50 khán giả đầu tiên mà thôi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và bây giờ xin trở lại với phần trình bày của bác sĩ Vượng và thêm sự góp mặt của bác sĩ Khải. Giờ đầu thì bác sĩ Vượng đã nói một số những cái dạng đau bao tử khác nhau. Thì những cái dạng đau bao tử này đối với những người phụ nữ đang mang thai nó có ảnh hưởng gì cho những trong cái thời gian mà thai nghén, thưa bác sĩ Khải? Thường đó ảnh hưởng là một phần nó làm cho người bệnh nhân nó cảm giác rất là khó chịu. Ảnh hưởng bé thì rất là hiếm, so mấy thuốc mình thường xài đó trong thời gian cũng ít có ảnh hưởng. So để giải thích thêm, đang thời gian có bầu đó thì có thể mình hơi khó phân biệt ra tí xíu. Mình chia ra đó là 3 tháng đầu so với 3 tháng kế, ở chua hay là đau bao tử hay là đầy hơi thường xảy ra là sau 3 tháng đầu. 3 tháng đầu đó thì thường nó bị ốm ngán, nghĩa là ói mửa là liên quan về cái hormone của cái thai nó tạo ra. Nó làm cho mình muốn ói thôi. Mà cái đó là một cái bệnh khác nhau, cũng như là nausea vomiting pregnancy hay là hyperemesis. Cái đó liên quan cái hormone. Nếu mà mình nói về GERD hay là cái chất hơi, chất nhờn đi ngược lại hay là lỡ bao tử đó, thì cái đó thường xảy ra là sau 3 tháng đầu. Bác sĩ Vượng sơ qua nói là đó là gastritis, GERD hay là gastroesophageal reflux, and then chia ra là ulcer nữa. Thường xuyên nhất đó là một bệnh nhân đang có bầu đó, bệnh GERD thì xảy ra thường xuyên hơn, và gastritis hay là ulcer thì rất là hiếm. Cái lý do thì có thể chút xíu mình sẽ giải thích thêm. So cái triệu chứng của một người bệnh nhân đang có bầu đó thì sau 3 tháng đi, giống với sư vượng sơ qua nói qua, mình ở chất chua lên ăn có thể không tiêu, cái bụng cảm giác đầy hơi, nó dính một chỗ nó không xuống, cái đó là cũng như là bao tử mình không có nhích, không có chạy, bị reflux disease. Trong thời gian có bầu á thì ra thường xuyên là lý do là tại vì cái đường ruột của mình á với bao tử nó không chạy. Liên quan gì cái hormone nó kêu một progesterone tạo ra, sau đó làm đẩy rất là chậm. Sau thà mình ăn 3 chén, bây giờ mình chỉ ăn được 1 chén thôi, không thôi nó không nhích. Sau cái hormone làm cho không xuống. Mà hai nữa đó, cái hormone nó làm cho cái sphincter tiếng Việt là cái
cái cơ vòng á, cái cơ vòng nhảy cái cửa đi, sphincter là cơ vòng, cơ vòng, cái cơ vòng, cái cơ vòng á, nó cái pressure của nó làm cho nó dễ hở ra, so với chất nó sẽ lên ngược lại. Tại, cái nó xin ngắt lời bác sĩ Khải một chút xíu, tại vì từ cái cuốn bao tử là cái esophagus mà đi xuống đến bao tử nó có một cái, nó có một cái cửa, đúng là phải có một cái van hay một cái cửa, nhưng mà chúng ta không có một cái cửa mà chúng ta có một cái bắp thịt, cái bắp thịt đó đó mà là cái bắp, là bắp thịt đó bác sĩ Khải gọi là sphincter. Cái bắp thịt này á, là bắp thịt cái hình của nó hình tròn, hay là nó gọi là cái cơ vòng, nếu mà dịch tiếng Việt nó gọi là cơ vòng. Khi mà nó, khi mà mình ăn á, khi mà đồ ăn nó đi xuống thì cái bắp thịt này nó relax, tức là nó mềm ra để đồ ăn đi xuống được. Mà khi mà mình bắt đầu đồ ăn xuống bao tử rồi, cái bắp thịt này nó thắt lại, nó thắt chặt lại, và nó làm cái lúc mà đồ ăn được nhồi trong bao tử của mình, nó được nhồi trộn trong bao tử thì acid nó không có đi lên. Nhưng mà trong trường hợp, có một vài trường hợp nguyên nhân khác nhau, thì thí dụ vì một lý do nào đó mà cái cơ vòng này nó không có thắt chặt, nó bị hở, thì nó lại đầy. Khi những cái chất acid ở dưới bao tử, khi nó được nhồi bóp ở dưới cao bao tử hay vì nó đi xuống, nó không đi xuống, nó đi ngược lên, nó làm cho chúng ta bị đau. Hay là cái này đó là nó không có, nó chắc, so cái pressure từ dưới lên nó làm cho nó dễ hở ra. So mấy bệnh nhân đang có bầu sẽ cảm giác mấy cái triệu chứng này rất là khó chịu. Thêm nữa đó là mấy bệnh nhân đang có bầu sẽ làm cái chất nhờn lên, nó làm cho dễ bị ho. So vừa ho, vừa không tiêu, vừa đầy hơi, vừa đau bụng, làm cho một bệnh nhân cảm giác rất là khó chịu. Cái chuyện đó xảy ra thường xuyên trong thời gian có bầu hơn là một cái bệnh cũng như là gastritis, hoặc là loét bao tử, hoặc là ulcer, hoặc là nặng hơn. Lý do là tại vì cái tình trạng mà bị đó đó thì trong thời gian có bầu mình hiếm, cái risk factor đi, cái nguy cơ mà bị gastritis trong thời gian có bầu rất là hiếm, tại vì aspirin trong thời gian có bầu không xài được. Mấy đồ ăn á, thì có khi đồ ăn mấy bà bầu thường hay thèm chua bác sĩ Khải. Mà cái thèm chua nó không làm cho lỡ bao tử. Vâng, đúng, bác sĩ Khải đã bác sĩ Vượng đã nói. Rượu, hút thuốc, aspirin, mấy cái chất đó thì mình không có trong thời gian có bầu. Gastritis hay là đó thì ít xảy ra hơn, chỉ có tình trạng mà một người bệnh nhân bị stress quá, hay là lỡ có con vi khuẩn kêu là H. pylori. Gastritis hay là ulcer trong thời gian có bầu mình hiếm hơn, mà reflux thì xảy ra thường xuyên hơn, thì làm một bệnh nhân rất là khó chịu, ăn không tiêu, rồi một phần là sợ, mình cũng sợ không tiêu, ăn không đủ để cho nuôi em bé. Mà mình có nhiều cách để chữa mấy cái bệnh này. Julie có một vài có đọc một vài cái bài báo, có nhiều cái trường hợp mà khi mà mình bị đau cái chỗ bao tử đó, có nhiều người lại hoặc là bị heart attack mà lại nghĩ là bị đau bao tử, hoặc là ngược lại bị đau bao tử mà cứ nghĩ là bị heart attack. Thành thử ra mình làm sao để mình biết được cái sự khác biệt giữa đau bao tử hoặc là bị ở chua đầy bao tử lên. Khó nói, ok. Để phát sinh vượng hiểu ý chú nói không? Dạ. Rất là nhiều người bị lầm lẫn cái đó. Cái lý do mà khó phân biệt được nó cũng nó có nguyên nhân. Tại vì ở trong cơ thể chúng ta, cái dây thần kinh nó gọi là vagus nerve, tức là dây thần kinh số 10 từ não bộ đưa xuống, nó kiểm soát một cái dây thần kinh đó, là một dây thần kinh lớn nhất ở trong cái dây thần kinh, nó gọi là cranial nerve, nó đi xuống, nó kiểm soát, nó đưa ra những cái chi nhánh, nó kiểm soát cái họng của chúng ta, nó kiểm soát cả tim, cả phổi, cả luôn cuống bao tử và bao tử. Một cái sợi dây thần kinh nó kiểm soát hết tất cả những cái thứ đó. Thành ra khi mà những cái tín hiệu đau của bao tử nó đi về cái dây thần kinh chính, tín hiệu đau của tim hoặc là của phổi cũng nó cũng đi về cái dây thần kinh đó, và chỉ cùng một đường đó nó đi lên. Thành ra khi mà cái người bị cái đau mà ran trên cái phần ngực của mình á, khó lòng mà nói chắc chắn là bị tim hay là bị bao tử. Tuy nhiên có một số cái dấu hiệu mà mình cũng chia sẻ với quý vị là nó có thể nó giúp cho chúng ta phân biệt về tim. Cái điều này quan trọng, tại vì có một số người phụ nữ họ không có biết cái điều này, và đôi khi họ cứ lờ đi rồi cô vô tình bị bệnh tim. Cái người bị bệnh tim á, đặc biệt là phụ nữ, cái triệu chứng không nhất thiết là lúc nào cũng bị đau ngực, mà nếu mà thường nếu bị đau ngực á, phải để ý đau ngực vì bệnh tim luôn luôn nó có thêm cái khó thở.
nó làm ngột ngột, nó làm ngột ngột. Cái đó quan trọng lắm. À, khi mà bị bệnh tim, ngoài cái vấn đề mình đi ran ran trên ngực, nó bị đau, nó bị khó thở. À, những người phụ nữ khi mà bị bệnh tim đôi khi họ họ cũng có thể bị đau giống như đau bao tử, đau ở phía bụng dưới, đau bụng bụng trên, đau ở bụng bụng trên. Nhưng mà những cái người phụ nữ này họ cũng hay bị ngộp khó thở, rồi đôi khi họ bị đau trên cằm, hoặc là đôi khi họ bị đau, cái đau của họ có thể chạy từ đằng trước ngược ra đằng sau lưng, nhưng mà nhớ một điều, nó cũng hay bị khó thở. Và cái đau của họ đôi khi nó cũng chạy lên cánh tay, chạy lên cái vai, hoặc là chạy lên cánh tay, hoặc đôi khi nó chạy sang bên ngực bên phải nữa. Nhưng mà nhớ một điều, thường thường nó đi chung với khó thở. Thật ra nếu mà cái đau của người bệnh, nếu mà mình đau mà đi chung với khó thở, làm ơn 911 đi vô nhà thương thật lẹ, bằng không thì đi vô bác sĩ thật lẹ. Ủa lúc đó Julie nghĩ tại sao mình không gọi 911 mà tại sao mình tự lái xe vô bác sĩ? Không, nếu 911 là trong trường hợp là mình, tại có những trường hợp nếu mà mình cảm thấy mình nguy hiểm thì mình vô 911 liền, đúng, cái điều đó đúng. Tuy nhiên có những người mà mới chớm chớm bị cái triệu chứng angina thôi, tức là mới bị đau mà chưa có đến đối 911 đó, thì mình có thể mình đi vô gặp bác sĩ. Nhưng mà most of the time nếu mà mình thấy ngộp khó thở là nên đi gặp, đi 911. Là mọi người có bầu là ngộp với khó thở. That's what I was saying. Nếu mà đa số những người có bầu đều cảm thấy bị ngộp và khó thở. Và trước khi xin lỗi bác sĩ Khải, để chúng ta vào phần quảng cáo của khách sạn bảo trợ, để sau đó xin bác sĩ Khải trở lại để mà giải thích thêm cái câu hỏi tại sao người phụ nữ thường là bị, khi mang thai thường hay dễ bị ngộp và khó thở. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở đã bảo trợ trên Lưu Sài Gòn TV.